Hey, what's up, xin chào anh, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay là mình sẽ có một cái món rất là hay luôn. Thì sẵn ngày hôm nay mình đi vô vườn của Ram Da Đen thì mình mới phát hiện ra một cái cây ở trong rừng đó các bạn. Không biết là các bạn có biết trái này hay không, nhưng mà thật sự là trái này ăn rất là ngon luôn. Ok, thì sẵn thì mình sẽ làm clip trái này chấm ớt cho các bạn xem nha. Thì các bạn biết trái này là trái gì hãy comment bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, để mình quay cái cây đó cho các bạn xem nha. Đây thì ok các bạn ơi, thì đây ở chỗ vườn Ram Da Đen thì mới mọc. Ê, cái đây cái gì á Ram? Thì cái cây đây các bạn thấy không? Đây để mình cho xem cho. Đâu xem trái coi. Đây các bạn xem trái nha. Đó, cái trái đó hơi bị ngon luôn á. Đây. Ok thì cái cây nó đây nha các bạn. Đó. Cái trái đó các bạn thấy không? Cái trái đó. Trái này trái chín mới ăn được nha, còn trái xanh là ăn không được hả? Ừ. Hả? Không có được đâu, chín mới ăn được chứ. Hả? Chín mới ăn được. Chín mới ăn được nha các bạn ơi, còn trái xanh là các bạn không ăn được. Trái xanh ăn nó đắng lắm thì lượm được mấy quả đây. Đâu. Ủa, mấy quả đây. Xíu nữa mình lượm thêm nữa. Xíu nữa là làm cái quả này chấm muối ớt nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm vài quả để làm clip cho các bạn xem nha. Thì Ram đang khèo này các bạn ơi. Ôi thật sự cây này nó rất là cao luôn nha. Đây các bạn thấy không? Trái của nó không biết các bạn có thấy không nha. Sao vậy Ram? Quá. Hả? Đó nó rớt rồi kìa, nó rớt rồi. Coi chừng trúng đầu nha, trúng đầu là lú đầu đó. Đây đây các bạn thấy không? Ê, ấy rớt rồi, một quả rồi. Tiếp nữa, chụp nữa. Đây nè, cái trái chỗ đây cho nó gần nè. Đó đó. Ôi nó vàng vàng rồi kìa. Rồi, ủa nó đụng vô, trái nào chín là đụng vô nó rớt hả? Hay vậy? Đây, các bạn thấy chưa? Đó. Thấy mấy trái xanh xanh để mình review thử luôn nha. Đây nè, mấy trái dưới đây cho gần nè. Trái dưới đây cho nó gần nè, trời ơi, xa dữ vậy. Rồi, ok, vài quả thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi lượm mấy quả cho các bạn xem nha. Thật sự cái quả này nó rất là rà luôn, không biết là các bạn có biết hay không. Nhưng mà mình chưa bao giờ. Đây, các bạn thấy không? Wow, trời ơi, hơi bị đã luôn. Các bạn thấy chưa? Để xíu mình review ăn cho các bạn xem nha. Thiệt sự luôn, đã lắm các bạn ơi nè. Thì nãy giờ hai mình cũng đã đi kiếm được cái quả rừng nha. Mình không biết là cái quả đây quả gì á. Ram quả gì đây ra. Đây các bạn thấy Ram Da Đen không? Đó, Ram Da Đen sẽ cho tài giả muối cho các bạn nha. Ui, nghe nói trái này ăn nó chua chua ngon lắm các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Nó có chanh nữa. Hả? Có chanh giả muối. Nói chung là mình sẽ làm clip ẩm thực về đây cho các bạn xem nha. Ui, để cho các bạn trải nghiệm luôn. Rất là ngon luôn. Đây cái trái đây. Nhìn Ram Da Đen nè. Ôi giờ giả chém ớt à. Đã thiệt luôn đó. Chạy hết nước miếng rồi. Ngon quá. Đây các bạn thấy chưa? Quá ngon luôn nha. Đây thì ok các bạn ơi, thì để mình cho các bạn xem trái này là trái gì nha. Đây. Đó, quá là ngon luôn. Đây, Ram Da Đen nè. Giả cày vô nha. Biết nữa nãy đã bỏ 6 quả. Trời ơi, Ram Da Đen thiệt luôn chứ. Cày quá cày luôn các bạn ơi. Đây. Trời ơi, nhìn kìa nó liếm kìa. Trời ơi, thứ nào mà chìm nổi đây. Ok, bây giờ để mình thưởng thức thử là cái món của mình đây như thế nào nha. Đây, các bạn thấy chén muối ớt không? Trời ơi, đâm mà nó. Rồi, thưởng thức phát coi. Có chanh nữa là ngon á. Ừ, bao phê luôn đúng không? Và trái này là trái gì á Ram? Quả bí mật mọi người hãy đoán đi. Chứ trời ơi, bí mật mà tao còn không biết tên mà. À, thì không biết tên thì mình mới cho mọi người đoán đây là quả gì. Ok, để Ram cắt cái phần này. Các bạn ăn là các bạn nhớ bỏ vỏ nha. Đủ quế ra nha. Trời ơi, nhìn cái chén này. Thiệt luôn chứ, nó làm thiệt mình không muốn ăn luôn á. Cay lắm á. Trời ơi, trời ơi. Vậy thôi chứ, trời ơi. Đã quá luôn á. Làm miếng nhỏ thật đó. Đây, các bạn nhớ là ăn nó bởi bỏ vỏ nha. Đó. Mũ nhiều lắm. Nhìn giống nó giống trái sung không? Ừ. Các bạn nhớ là bỏ mũ nha. Đấy, giờ... Xong làm trái to này, làm trái to ăn cho nó sướng nè. Bỏ trái nhỏ đi. Cách cho mọi người xem ví dụ bên trong như nào nè. Các bạn nhớ là ăn là bỏ vỏ nha. Được. Không, có ruột, có hạt luôn đó. Có hạt nha. Nhớ là các bạn bỏ vỏ nha, chứ ăn cái vỏ ở ngoài nó chắc hả? Không, cũng giống nhau à, cũng khác gì nhau. Nhưng mà mình bỏ ở ngoài cho nó sạch, cắt cắt ra ngoài nè. Ôi, đã thế. Trời ơi, nhìn cái trái nó giống như trái gì? Trái gì nhờ? Trái hồng luôn đó. Nhìn nó giống. Hồng nhưng mà cái trái này nó chua nha các bạn ơi. Đó, ok, giờ Ram Da Đen này để thử nè. Trời ơi, đã quá luôn nữa.
hai miếng này, thấy muốn thử thì thử nha. Rồi, giờ Ram Gia Đen sẽ thử miếng này. Miếng nhỏ đi. Nè. Trời ơi, nó đỏ mà không thấy ớt gì luôn. Không thấy muối. Nè nè, thử nè, thử nè. Rồi. Mặn quá. Mặn quá hả? Chua. Rồi thử ăn không thôi, ăn không thử coi. Ăn không thử coi. Có hạt thế nên là mình phải bỏ hạt trước nha. Đây các bạn thấy chưa? Hạt của nó màu trắng nha mọi người. Mình xin phép mọi người ăn lên nha. Cầm muối ớt lên này, để mình thưởng thức luôn cho nó bại bản luôn giờ. Đó, nhìn muối ớt ngon như thế này mà sao được. Đây. Thì ăn quả xanh còn nhỏ hồi nãy quả chín nha. Ờ, ăn bỏ được luôn hả? Ăn được, được hết á. Rồi thử coi. Đây mọi người nha. Trời ơi, ăn cay được không vậy? Được. Ăn ít thôi chứ ăn quá không được. À, nghe rồi. Đúng rồi. À. Sao? Phê chưa? Ok, thì bây giờ để mình thử nha các bạn, xem thử là trái này nó có vị như nào nha. Mời các bạn một miếng nha. Này, để mình ăn rồi mình trải nghiệm luôn cho các bạn xem. Rất là ngon luôn. Muối nè. Chua lắm các bạn ơi. À, chua nhưng mà ngon lắm. Chua chua nhưng mà ngon các bạn. À, hàng gì Ram thích ăn là phải rồi. Chua nhà mình không có nhà đâu, mỗi nhà mình có thôi á. Đây các bạn ha. Này các bạn một miếng nữa nha. Đúng quả rừng luôn các bạn ơi. Ăn rất là ngon luôn. Nhức nách luôn á. Nha. Ngon. Còn lắm á. Thế sao? Ngon ngon ngon. Cay không? Ngon. Làm miếng. Đây đây. Ngon ngon ngon. Làm miếng nha. Để xem mọi người tiếp ăn miếng nữa nè. Mỡ à. Mặn mặn mà chua nữa miếng rồi. Sao? Nhất nét còn bà bảy giờ. Chua. Đây. Cho các bạn một miếng luôn. Ăn bỏ ruột ra. Bỏ cái hạt của nó ra. Ăn cho dễ. Cái này không chua. Không chua hả? Ngon. Cái này tôi ăn mới chua cũng ngon. Nên thanh xíu nhỉ. Cái này chín rồi á. Màu nó chín màu đỏ cam. Đỏ cam mọi người, màu chín màu cam. Đỏ như ớt luôn ha. Không có chua hết trơn á, ngọt nhiều quá. Nó phải chua nha các bạn, với lại cái này nó phải mềm cơ, ăn nó mới ngon. À, trời ơi. Cay quá luôn hả? Ok nha. Trái gì vậy? Trái xanh hả? Trái xanh đâu có chua đâu. Sao? Sao nổi quá. Cay quá. Thì chơi Ram nó dễ. Muối ớt mà ai cũng muốn ăn luôn. Này có trái xoài chấm là bao cả luôn. Nó mềm mềm quá kìa. Nó thơm lắm các bạn. Thơm với lại nó chua chua nữa. Đây. Thì ăn mấy trái này nó không có vị các bạn. Đây bây giờ mình sẽ thưởng thức thử miếng xoài nha. Ăn mấy trái này cho chín nó mới chua. Nó mới ngon. Đây xoài này. Trời ơi. Cắn một miếng. Ngon. Ừ.
Đó. Xoài 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 gì à? Xoài Thái, không phải xoài Thái mà xoài gì? Không nhớ. Nhiều loại quá, mình không nhớ nổi tên. Nhưng mà ăn mấy chế nhỏ nhỏ vậy nó ngon lắm các bạn. Hủ tiếu mà. Muối siêu cay, đã vậy. Cay quá trời luôn á. Ngon. Thì ok các bạn ơi, thì nói chung nó rất là cay luôn nha các bạn ơi. Nói chung là sao? Ram thưởng thức cái này thấy sao? Thì ta ăn nhiều thấy ớt hôm nay trái chua, à, cay hơn cay thôi. Nói chung là ớt nó cay hơn chua cay. Mà cái trái này nha các bạn, cái trái này các bạn phải để chín nha. Ăn nó mới thơm, nó mới chua nha. Bấm nếu mà các bạn ăn như vậy á, giống như là ăn không có vị gì luôn. Không có một tí bên trong gì hơi chua thôi, bên trong không chua luôn, ta thấy chua nhưng mà quả mềm nhưng mà tao không ăn con chua. Nhưng mà các bạn phải để chín là ăn nó mới ngon nha. Ok, và hy vọng các bạn thấy video clip này. Nếu các bạn có ý tưởng gì hay, hãy comment bên dưới clip để cho mình thực hiện nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.